chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ nha. Đây là cả nhà mình đang dán tem thạch dừa để ngày mai giao đi này, với đơn hàng 2 tấn của khách này. Đó, bình thường ngày chủ nhật thì shop mình sẽ nghỉ, nhưng mà hôm nay hàng nhiều quá nên là phải tăng ca. Đây là ba của mình đây này, đó. Thấy không? Cô đến đây là bà con đời cho nó thành thơi. Ô, vậy sao con không có nhà? Đang cố gắng làm, còn bên đây là mẹ. Bên đây là mẹ của mình này. Đó, mẹ của mình đó. Ba với mẹ mình qua để phụ cho mình làm cho nó nhanh chóng. Đây là thạch dừa này, còn đây là bình liên. Còn đây là tức là chả bình liên. Tại vì sợ ngày mai á, làm không kịp. Tại vì sợ ngày mai làm không kịp, ngày mai là có những cái đơn hàng của ngày đầu tuần nữa, nó rất là nhiều. Cho nên là hôm nay tranh thủ cố gắng làm cho gọn để ngày mai gửi đi cho khách hàng sớm này mọi người. Nếu mà mọi người có cái nhu cầu nấu thạch dừa thì có thể liên hệ cho mình nha. Thạch dừa Thiên Dương nè. Bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem cái gói thạch dừa nha. Gói thạch dừa thô nhé mọi người. Gói mà mọi người đang xem đây là 500g nhé. Trên đây có ghi rõ là thành phần với hướng dẫn sử dụng, và hạn sử dụng của nó là tới 2 năm lận. Mà hàng này là mình về mới này. Mình về mới mà đát tới 2 năm, mọi người thấy không? In đát này. Đó. Cho nên là mọi người mua về để mà sử dụng không có lo hết đát nhé. Thông thường một gói 500g này là mọi người có thể nấu được khoảng 9-11kg nha. 9-11kg là thạch dừa thành phẩm mà gồm cả nước á, cả nước cả cái nha mọi người. Đó. Còn mà ngoài ra cái bên mình còn có gói 1kg nữa. Cái này là do đơn hàng khách đặt hàng là toàn gói 500g á, cho nên là bên mình làm cái hàng theo yêu cầu của khách á. Đó, rất là nhiều lắm. Mình chưa có đổ ra hết được, còn ở trong nhà nữa. Nên là để đây để làm tới đâu mình chất vô cho nó gọn á. Với cái mặt hàng này á, thị trường các quán nước hay quán chè, quán ăn vặt rất là có nhu cầu sử dụng rất là cao nhé mọi người. Tại vì thứ nhất đó là vốn nó rẻ, khách mua về mà tự nấu á thì nó rẻ mà có lợi nhiều. Ngoài ra cái thạch dừa này mình có thể chế biến được rất là nhiều món, giống như quán trà sữa hay là quán ăn vặt á. Nhiều quán mình thấy là dùng làm topping, hoặc là mình chế ra nhiều cái màu sắc á. Màu sắc là màu một mình lấy màu tự nhiên, hoặc là màu của thực phẩm á, màu thực phẩm mà trong đó nó có hương với màu, hoặc là mình có thể dùng mỗi hương hoặc mỗi màu cũng được nha. Ngoài cái thạch dừa 15 ly ra thì bên mình còn có rất là nhiều loại thạch khác nhau nữa nhé mọi người. À, mọi người có nhu cầu thì inbox mình tư vấn cho nha. Bây giờ mùa hè, mùa nóng á, tới rồi cho nên cái món này cực kỳ hút luôn. Cái món này không phải riêng gì mùa nắng đâu, mà mùa mưa bên mình cũng vẫn bán tốt, tại vì tùy theo từng tỉnh á. Nhưng mà nói chung là cái món này mình bán đi cả nước, hầu như tỉnh nào cũng nấu cái món này á. Mọi người ai mà tò mò muốn tìm hiểu món này để thử sức kinh doanh á thì cứ mạnh dạn inbox cho mình nhé.